Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục với phần chia sẻ về vi diệu pháp căn bản, tức là A Tỳ Đàm, hoặc là thắng pháp tập tiểu luận, hoặc là vô tỷ pháp. Thì hôm nay chúng ta học bài thứ ba, gọi là bảy bộ sách của thắng pháp. Bảy bộ sách thắng pháp thì ở trong thắng pháp vi diệu pháp đó quý vị, Abhidhamma thì có tất cả là bảy cái bộ. Do đó mà chúng ta sẽ điểm sơ qua để quý vị biết là trong cái bộ thắng pháp, tức là cái bộ vi diệu pháp này, có gồm những cái phần nào. Vi diệu pháp đó quý vị gồm có bảy bộ sách. Bộ thứ nhất gọi là Dhammasanghani, tức là bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ này là bao gồm những cái phân loại của tâm, tức là citta, và tâm sở chetasika, tức là đó là rất là quan trọng, tâm và tâm sở, và sắc pháp rupa là sắc pháp. Và cái bộ thứ hai á quý vị thì được gọi là vi phân rá, thì có nghĩa là bộ phân tích. Ở đây á, những cái đề tài được dạy ở trong cái bộ pháp tụ, tức là cái bộ Dhamma Sanghani, thì được phân tích kỹ hơn. Tức là cái bộ thứ hai, bộ phân tích, thì phân tích lại cái bộ pháp tụ một cách kỹ càng hơn. Cái bộ thứ ba thì được gọi là cái bộ Dhatukatha, tức là bộ chất ngữ. Bộ chất ngữ này có quý vị bình luận về các cái Dhamma, các cái pháp được dạy trong cái bộ pháp tụ, tức là cái bộ Dhamma Sanghani, tức là mình bình luận lại với tất cả các pháp ở trong bộ pháp tụ. Cái bộ thứ tư á thì được gọi là bộ Buddhagala Panyatti, tức là cái bộ nhân chế định, hay gọi là nhân chế định. Bộ này thì không giống như là thắng pháp thông thường Abhidhamma, mà là giống như các cái bài kinh, tức là giống như cái bài sutra. Những loài chúng sanh đó quý vị được đề cập đến và phân loại trong bộ sách này, cho nên bộ sách này giống không giống như là thắng pháp. Bộ tiếp theo, tức là bộ thứ năm á, là bộ Kathavattu, thì gọi là bộ ngữ tông. Bộ sách này á cũng không giống bộ thắng pháp, mà là bộ sách về sự tranh luận, sự biện luận giữa những quan điểm khác nhau đương thời đã được đề cập đến và đã được kiểm định ở dưới dạng là tranh luận đối đáp với nhau. Bộ sách này trình bày quý vị cuộc đối thoại giữa những tu sĩ thuộc giáo phái Theravada Thượng Tọa Bộ với các tu sĩ những cái giáo phái khác, cho nên là rất khác với những cái bộ sách khác. Bộ thứ sáu quý vị thì được gọi là Yamaka, tức là bộ song đối. Bộ này bao gồm những cái câu hỏi và những cái câu trả lời song song đối đáp, nên gọi là bộ song đối, tức là đi theo những cặp câu. Có những câu hỏi theo cặp, có những câu trả lời theo cặp. Ví dụ có những cái trạng thái thiện, tất cả những cái trạng thái thiện đó là những căn thiện phải không? Ta đặt ra câu hỏi gì đó.
Rồi có những căn thiện, tất cả những căn thiện đó là những trạng thái thiện phải không? Đặt câu hỏi gì đó. Rồi là những cái cặp câu hỏi và cái sự trả lời giống như vậy được trình bày nhiều cái ở trong cái bộ này. Rồi đối với các quận, các xứ, vân vân, cũng có những cái câu hỏi và những cái câu trả lời một cách tương tự như vậy. Và cái bộ cuối cùng á, quý vị, là bộ thứ 7 thì được gọi là bộ Patthana. Thì đó là cái bộ gọi là bộ vị trí nha. Patthana là cái bộ vị trí. Ở đây có 24 phạm trù của những quan hệ duyên khởi được trình bày ở đây. Cái bộ vị trí Patthana là bộ sách lớn nhất trong 7 bộ sách của Thắng Pháp Abhidhamma. Và đối với chúng ta thì ở đây là bộ sách sâu sắc và tuyệt diệu nhất của Thắng Pháp. Có nghĩa là cái bộ sách lớn nhất là bộ vị trí Patthana, tức là bộ vị trí. Ở trong kinh có ghi lại rằng Đức Phật đã suy ngẫm về Thắng Pháp Abhidhamma trong suốt tuần lễ thứ tư sau khi Ngài giác ngộ. Ngài đã không thuyết giảng cho bất kỳ chúng sanh nào. Ngài chỉ ngồi suy ngẫm, suy nghiệm về Thắng Pháp. Khi Ngài suy ngẫm về 6 cái bộ đầu, tức là từ cái bộ Pháp Tụ á cho đến cái bộ thứ 6 á quý vị, thì không có điều gì đặc biệt xảy ra lắm. Nhưng khi Ngài suy ngẫm tới cái bộ thứ 7, tức là bộ vị trí nè, thì hào quang 6 màu phát ra từ thân của Ngài. Ở đây chúng ta cũng liên tưởng đến cái lá cờ Phật giáo có 6 màu này: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, và sự trộn lẫn của 5 màu ấy. Nên đó, tại sao lại có sự là 6 bộ sách trước thì không có phát hào quang như vậy? Tại vì cái độ sâu sắc của trí tuệ siêu phàm của Đức Phật, khi Ngài suy ngẫm về 6 bộ sách trước á quý vị, thì Ngài giống mình có một sự so sánh khập khiễng thế này, giống như con cái voi bị bỏ ở trong một cái chậu vừa dặn thôi, vừa nhỏ thôi, vừa con cá thôi. Con cá voi hầu như không có rục rịch, không có được là bơi lội trong chậu đó hết. Nhưng khi đến bộ thứ 7 thì cái đối tượng mà để Đức Phật suy ngẫm tới không thể đo lường được về trí tuệ cao siêu của Ngài, cũng không thể đo lường được về cái sự mà thẩm thấu của Ngài. Trí tuệ của Ngài có thể bắt được tất cả các thiên biến vạn hóa của đối tượng, tương quan như thế nào, sanh thế nào, diệt thế nào, tương quan qua lại thế nào các đối tượng. Cũng có thể là được suy diễn theo bất cứ phương diện nào, và sâu thẳm như thế nào, rộng như thế nào, thì trí tuệ của Ngài có thể với tới đó hết. Khi Ngài suy ngẫm đến cái bộ thứ 7, Ngài giống như là cá voi đã thoát ra đại dương mênh mông. Cá voi đó có thể dùng dãy một cách dễ dàng, và do đó Ngài rất là hoan hỷ. Khi tinh thần được thoải mái thì thể xác đó có gì vật lý sẽ bị ảnh hưởng. Do đó cho nên hào quang đã phóng ra từ thân của Ngài. Nên cái bộ vị trí Patthana là bộ sách tuyệt diệu nhất trong 7 bộ sách và cũng là bộ sách lớn nhất. Như vậy quý vị, là có tất cả 7 bộ sách về Thắng Pháp Abhidhamma, nhưng mà chúng ta không có đủ sự nghiên cứu cả toàn bộ đâu, tại lớn lắm quý vị. Cái mà chúng ta nghiên cứu chỉ là cái sự tiếp cận thôi, nên gọi là vi diệu pháp căn bản, để mình có thể là hiểu được một cách cơ bản nhất để phục vụ cho chúng ta đọc kinh và áp dụng vào tu tập
thiền định, thiền quán và thiền chỉ quán để vào những cái tầng sana của thiền định, hay tu tập samatha để đi vào các cái định samadhi dần dần. Chứ chúng ta không có nghiên cứu hết về A Tỳ Đàm của bảy bộ thắng pháp được, tức là để cho các nhà chuyên môn, các vị nghiên cứu. Còn đây chúng ta mang tính chất là nghiên cứu để học, để áp dụng tu, nên ta học những điều căn bản nhất để chúng ta có thể hiểu được những cái căn bản nhất mà thôi. Và đặc biệt đó quý vị, thì đối với bảy cái bộ sách của A Tỳ Đàm này nè, thì kèm theo hai cái phần. Thứ nhất là phần chánh sớ, thứ hai là phần phụ sớ và phụ sớ giải. Ví dụ thế này, phần chánh sớ á là để giải thích giải nghĩa lại ở trong cái bộ thắng pháp. Còn cái phần phụ sớ á là giải thích lại cái phần chánh sớ. Còn phần phụ sớ á thì giải thích những cái phần nhỏ trong cái phần phụ sớ. Không gì, nên để làm rõ thêm thôi. Ví dụ như giải thích rồi mà vẫn chưa rõ thì người ta giải thích nữa theo một kiểu khác, rồi giải thích nữa chưa rõ thì giải thích nữa theo một kiểu khác. Vậy đó là những cái phần phụ sớ. Thì nếu quý vị nào mà muốn nghiên cứu á, thì chúng ta có thể giới thiệu sơ qua về phần phụ sớ. Có những cái chánh sớ á, gọi là Attakatha. Vì cái bộ sách quá cô động, những bộ thắng pháp không có gì, rất là khó hiểu. Tại vì á, là không có nói về đối tượng nào hết, mà chỉ nói về một tiến trình đang diễn ra của ngũ quẩn. Cho nên chúng ta cần phải có sự giải thích trình bày rõ ràng những điều được dạy ở trong bộ sách này, những chánh sớ đã được ra đời và những cái chánh sớ được viết bởi nhiều cái vị kinh nghiệm, nhất là ngài Buddhaghosa. Thì ngài là Buddhaghosa là một cái nhà giải chú giải rất là giỏi và nổi tiếng, lừng danh, sống vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Người ta có thể ví ngài như một biên tập viên về giáo lý. Ngài biên soạn những giáo lý và được là tụng đọc và thuyết giảng trước thời của ngài, và ngài đặt vào chung một cái bộ sách. Những gì ngài viết hay những gì được bao gồm trong những chánh sớ của ngài có thể sức nguồn từ thời của Đức Phật, bởi vì những lời giải thích của ngài đã được truyền lại từ thầy xuống trò và nhiều đời nhiều kiếp, từ thời của Đức Phật truyền qua nhiều cái thế hệ của thầy trò. Một cái vài cái giải thích ghi lại ở trong chánh sớ của ngài có thể là những cái chú giải của chính Đức Phật mà giải thích về vấn đề đó. Cho nên á, ta cần phải có sự tôn trọng của những chánh sớ mà ngài là Buddhaghosa đã viết những cái chánh sớ. Thứ nhất á là cái bộ Attathasalini. Bộ thứ hai á là bộ Sammo Havino Dhani, và cái bộ Băng Chấp Bá Karana Attha Katha, tức là cái bộ sách này là những cái chánh sớ của bảy bộ thắng pháp luôn. Có nghĩa là ba cái quyển này nè là chú giải hết tất cả của bảy bộ thắng pháp. Nên đó quý vị, chúng ta nhận ra là chánh sớ này vẫn còn khó hiểu. Người ta đọc chánh sớ rồi mà ta vẫn còn hơi khó hiểu chút xíu nữa, nên cần phải có những bộ sách khác để giải thích những chánh sớ này nè. Cho nên có những bộ phụ sớ được gọi là Mulatika. Những cái phụ sớ Mulatika này viết bởi trưởng lão Ananda, tức là Ananda.
Ở đây chưa có một cái nào mà có thể xác nhận được cái thời gian của tác giả này viết. Những cái thời điểm ghi nhận lại á, thì chỉ là bản chất tương đối thôi, vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc là thế kỷ thứ 10 theo Tây lịch, tức là khoảng vào trong thời gian 400 năm đó. Những cái phụ sớ thì được gọi là Anuttika. Cái Anuttika này á, là cái phần nhỏ viết sao để giải thích những cái phần phụ sớ của chánh sớ. Thì những phần này á, là viết người đời sau, và bởi trưởng lão á, là Thammapala. Và ông biết á, là chính xác ngài sống vào cái thời điểm nào nữa. Nhưng á, chắc chắn là sau cái thời của ngài Buddha Gosa. Và rồi lại có những cái luận thư về thắng pháp, cái luận thư gọi là luận thư về thắng pháp của một cái số vị tu sĩ, mà trong đó có một vị tu sĩ tên là Buddha Datta. Ngài là một vị đương thời với ngài Buddha Gosa. Và có một luận sư có một cái luận thư của một tu sĩ khác nữa. Trong những luận thư đó là Abhidhammasangha. Thì cái bộ đó là phổ biến nhất, mà người ta cho rằng đó là hay nhất. Nên mình tìm mà cái bộ đó gọi là bộ Abhidhammasangha. Như vậy thì cái bộ mà Abhidhammasangha Sangha thì là được viết vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, bởi trưởng lão Anuruddha. Trưởng lão Anuruddha, ngài là người ở bản xứ Nam Ấn Độ. Ở trong này sử có ghi lại ngài viết có tất cả là 3 bộ sách. Trong một cái bộ sách khác ngài có viết về ngài sinh ra ở tại là Kanchipura, miền Nam ở Ấn Độ. Cho nên ngài là người bản xứ của Nam Ấn Độ, nên ngài viết luận về Abhidhammasangha. Thì mình biết rằng ngài sống ở Sri Lanka. Và trong cái bộ luận thư nhỏ, tất cả những nền tảng cơ bản của thắng pháp Abhidhamma đã được đề cập đến ở trong đó. Nên có rất là nhiều người đã nhờ vào cái bộ này nè, là cái chìa khóa để nghiên cứu và tìm hiểu toàn bộ cái bộ thắng pháp của bảy bộ, gọi là Abhidhamma Pitaka. Nên ta có thể mở bất kỳ cái bộ sách nào ở trong thắng pháp, đọc và hiểu được. Cái luận thư á, là Abhidhammasangha, rất gọn và súc tích thôi. Cái luận thư á, giúp chúng ta hiểu những bộ thắng pháp, những cái cơ bản nhất, như là một cẩm nang, được xem là tài liệu hướng dẫn không thể thiếu cho mà chúng ta học thắng pháp. Nên người học thắng pháp á, tay tra cái bộ này. Nên bất kỳ ai muốn hiểu được những nền tảng cơ bản của thắng pháp thì nên nghiên cứu cái tài liệu đó trước rồi chúng ta học thắng pháp. Cũng có một số cái tài liệu nữa chứ không phải là không. Nhưng mà nhiều quá thì nó cũng rối rắm. Những cái gì mà nó cơ bản chúng ta sẽ nghiên cứu thì nó dễ dàng hơn. Ví dụ như bộ Abhidhammasangha vẫn còn được xem là cái bộ sách giáo khoa cho người mới bắt đầu và học thắng pháp. Ở tại Biến Điện theo truyền thống của Thiền Tọa Bộ Theravada
thì là người ta lấy cái bộ này như là bộ phổ thông vậy. À, nên là cái môn học rất là phổ biến cho các tu sĩ. Thắng pháp trở thành phổ biến kể từ khi Phật giáo được truyền bá vào ở Miến Điện vào năm 1057, như đời đó là đời của nhà Lý của nước mình á, theo tây lịch. Vào khoảng năm á là 1044 á, thì có một vị vua tên là Anuruddha, tức là mình dịch ra là Anuruddha, có nghĩa là một vài người trong số chúng ta cũng đã đi đến cái nơi là Ba Găng á. Thì chúng ta sẽ thấy được cái vào thời điểm đó đó, một hình tượng mà phổ biến ở Phật giáo Mật Tông đã được truyền ra ở tại đó. Thì khi mà đức vua này gặp một vị tu sĩ miền Nam Miến Điện và được chuyển hóa theo Phật giáo. Ở Miến Điện thì chỉ Phật giáo Thượng Tọa Bộ thôi, chứ không có là Đại Chúng Bộ Mahayana sau này. Và ông tìm cách thỉnh được cái Tam Tạng Tipitaka từ vương triều Tha Tân tại phía dưới của Miến Điện. Miến Điện có hai phần, phần thượng phần, phần hạ phần. Bắt đầu từ thời điểm đó trở đi thì các vị tu sĩ ở Ba Găng á, phần còn lại của Miến Điện đã chú tâm vào nghiên cứu Tam Tạng của trường phái Thượng Tọa Bộ, của cái bộ kinh gọi là Theravada Tipitaka. Nên thắng pháp Ahidhamma đã trở thành một trong môn học nghiên cứu rất phổ biến và còn rất phổ biến tại Miến Điện ngày hôm nay nữa. Nên nhiều người ở Miến Điện á, quý vị, người ta xem thắng pháp như là phổ thông, chúng ta học từ nhỏ rồi từ ta góp nhặt, nên cũng không phải là khó khăn gì với người Miến Điện. Nhiều luận văn bằng tiếng Bali của Miến Điện á đã được viết vào năm 1968, quý vị, tại hội đồng á, là Buddha Sasana đã phát hành cái bộ đầu tiên của thắng pháp bằng tiếng Myanmar. Trong cái phần mà giới thiệu cái danh sách những cái bộ sách hiện có và được viết bởi các tác giả Miến Điện á, đã được liệt kê đó, thì ở Miến Điện viết rất nhiều, tới đến 333 bộ sách. Một bằng tiếng Bali, bằng tiếng Miến Điện, rồi là thắng pháp rất là phổ biến, đặc biệt đối với các cái tu sĩ ở người Miến Điện. Do đó mà ở Miến Điện quý vị có những cái buổi học mà cho phổ cập á, cho cư sĩ, cho tu sĩ về thắng pháp ở tại ban đêm á quý vị. Do đó môn học á dường như là bắt buộc cho tất cả tu sĩ từ sa di tinh tu nữ ở Miến Điện và Phật tử thì không bắt buộc, Phật tử thì chỉ có phát tâm thôi. Rồi có một cái số cái bản dịch sang tiếng Anh của cái bộ mà phụ sớ á, Ahithammattha Sangaha, dịch sang tiếng Anh đó quý vị. Tức là ở trong tiếng Anh cũng dịch qua cái bộ này luôn, của tiếng Anh. Có bộ á thì dịch bởi cái vị Zanon á, gọi là Compendium of Philosophy, tức là bộ tên vậy đó. Có 76 trang thôi, tức là bộ nó khoảng 76 trang. Cái bộ thứ hai gọi là Abhidhamma Philosophy, thì do cái vị tên là Kashyap xuất bản năm 1942, cũng dịch từ cái bộ Ahithammattha Sangaha. Còn có nhiều bản dịch lắm, bản dịch thứ ba là Manir of Ahithamma, vân vân, do trưởng lão Narada người Tích Lan dịch nữa, của năm 1956 nữa, vân vân. Có nhiều bản dịch lắm quý vị. Rồi có cái bản dịch là Comprehensive Manual of Abhidhamma.
Dần dần, nói chung là nhiều cái bản mình nghiên cứu á, thì rất là nhiều bản. Đó mà đối với những học giả mà nghiên cứu về tạng A Tỳ Đàm, tức là tạng về Thắng Pháp đó quý vị, thì để hiểu rõ hơn về những lần kết tập kinh điển, rồi cũng như là các cái phân phái của tăng đoàn rồi quý vị, thì chúng ta cũng phải tìm một số cái sách có liên quan để mình nghiên cứu. Tại trong những lần kết tập kinh điển có Thắng Pháp ở trong đó, ví dụ như cái quyển là Inception of Discipline and Vinaya Dinara, vân vân. Nói chung là những cái quyển sách đó thì mình nghiên cứu tiếp. Tuy nhiên, quý vị, đối với một cái số người thì Thắng Pháp là một môn học rất là mới lạ, do đó mà ai không có kiên nhẫn không có vô được đâu, thối chí liền. Nên học Thắng Pháp phải luôn luôn kiên nhẫn, và mình có những cái bộ bài gần với nhau để chúng ta có thể nghiên cứu. Chứ không phải là mình học Thắng Pháp mình đọc như là một quyển sách hoặc quyển kinh mình hiểu liền. Chúng ta phải học tiếng Pali nè, tức là mình học cách đọc tiếng Pali, và 8 cái cách mà chia của tiếng Pali, rồi số ít số nhiều tiếng Pali, rồi là chúng ta học thì quá khứ, hiện tại, vị lai của tiếng Pali. Như vậy thì chúng ta học 8 cái cách chia, rồi học số ít số nhiều, rồi số điểm, rồi quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân, một số cái căn bản vậy đó, thì chúng ta sẽ học vào ở trong Thắng Pháp. Và chúng ta học những sớ sao sớ giải, tức là những cái sớ và phụ sớ, chánh sớ và phụ sớ. Nên quý vị cũng đừng có dội mà chúng ta sợ những cái từ ngữ của Pali. Quý vị á, nếu là người Việt á, thì chúng ta là học tiếng Pali trên những cái quyển sách đó là tự học Pali tại nhà, gọi là tự học Pali. Hoặc là chúng ta lên trên YouTube á, Ni Sư Liễu Pháp á, cũng dạy mấy chục bài ở trên đó về Pali Hàm Thụ. Quý vị chỉ gánh gõ là Pali Hàm Thụ bài 1 Ni Sư Diệu Pháp thì chúng ta sẽ có cái Pali Hàm Thụ ở trên đó, và cách đọc tiếng Pali. Rồi chúng ta down xuống một số cái từ điển Dictionary of Pali á, từ điển Anh Pali, Pali Anh, rồi Việt Pali, Pali Việt, vân vân. Thì có rất là nhiều. Chúng ta học từ từ, học từ từ, học từ từ. Như chúng tôi cũng đâu có biết tiếng Pali đâu, nên cái đi qua nước ngoài học, mình niệm Phật câu tiếng Pali, thì có ông thầy, ông là thầy phát âm không chuẩn, thì thôi bỏ qua đi. Cái tới đi giảng về là Vipassana, thì giảng từ kinh điển Pali, tức là cái bộ từ kinh điển Pali ra, tức là bộ Nikaya Sutra Nikaya Pali, thì có giải thích một số từ. Thì trong đó đó có một cái ông Phật tử không biết ở đâu, ông điện thoại lại, ông là thầy giải thích này ngược rồi thầy ơi, đáng lẽ ta giải thích cái đó. Ví dụ như bút thăng bút thăng sa đa năng ra cha mí, hiểu không? Ví dụ như là mình là đi tôi đi đến nương tựa Phật, thì trong cái đó đó theo tiếng Việt là Phật nương tựa rồi đi đến tôi. Mình dịch theo kiểu tiếng Việt á, mình dịch ngược vào lại, tức là dịch theo kiểu tiếng Việt á, cái nghĩa thì cũng giống vậy, nhưng mà mình đem cái từ ngữ ra mình dịch á, mà mình không có tra từ Pali á, thì lại là ngược. Do đó ông là thầy dịch ngược rồi thầy ơi, mình nghe mình giật mình, mình lách à. Mình đọc kinh á, thì phải tôn trọng cái sự thật, nhưng mình dịch ngược kiểu này cũng như là mình không có chắc. Do đó mà vì hai cái lý do đó, có lý do thứ ba nữa, mình đang học kinh Pali có một cái số từ
Ví dụ như ở trong kinh đó, Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch đó, mình cũng không có hiểu hết. Do đó mình cần phải tra lại cái từ Pali gốc để mình hiểu thêm thôi. Chứ dĩ nhiên đó, là Hòa Thượng dịch đó, thì là cao siêu rồi. Nhưng mà nhằm khi trong cái ngữ cảnh đó để mình coi thử cái nguyên gốc nó là như thế nào. Ví dụ như Hòa Thượng nói năm dục công đức đi, mình dịch ra từ cái từ đó, xem thử coi mình có cái hướng nào khác nữa không, à, dân dân. Hay là dịch tại có nhiều cái lắm. Dịch đó là từ có thể là dịch nội dung, và có thể là dịch câu từng câu. Dịch nội dung nghĩa là mình học hết văn bản, đọc hết văn bản, rồi mình dịch lại theo cái nội dung của văn bản. Dịch từng câu có nghĩa là từng đoạn, dịch theo từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, sát nghĩa. Ví dụ ngài Kumala Thập á, ngài dịch nội dung văn phong 47. Nhưng ngài Trần Quyền Trang dịch từng đoạn, 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 chữ đâu nghĩa đó, à, dần dần. À, cho nên á, là mình muốn tra cứu lại ở trong cái Tipitaka, Tam Tạng Pali á, có những chỗ nào mà Hòa Thượng ngài dịch mà mình không có hiểu lắm á, tức là dĩ nhiên á, là mình không hiểu lắm. Ví dụ như á, là sân tiền miên á, hoặc là đệ tử nội chú, mình không hiểu được là đệ tử nội chú là như thế nào. Tại vì bây giờ mình hiểu nội chú giống hệt như là nội chú ngoại chú là mình đi học á, nghĩa là nội chú ngoại chú, mà hình như không phải như vậy. À, hình như không phải như vậy đâu quý vị. Nên mình xem thử cái từ gốc của Pali á là như thế nào mà Hòa Thượng dịch là đệ tử nội chú, để mình hiểu thêm thôi, chứ không phải là gì, để mình hiểu thêm. Chứ có những cái mình cũng không hiểu hết đệ tử nội chú, và không hiểu năm dục công đức, à, ví dụ vậy đó. Một số cái chứ Hòa Thượng dịch nó thì mình thấy rất là rõ trong cái bài kinh, rõ lắm. Hòa Thượng dùng từ Hán Việt rất nhiều để thể hiện những cái câu đó, và dùng cái câu Việt ngữ của mình một cách chắc chắn và ngắn gọn xúc tích. Tại vì Hòa Thượng là bậc cao tăng về Phật giáo nên là từ ngữ của Phật giáo ngài rất là uyên bác. Do đó mà khi dịch sang Pali từ ngữ Phật giáo, chứ nếu một nhà nghiên cứu mà dịch Pali, kinh Pali sang cái bộ kinh tiếng Việt đó quý vị, thì nó không được như vậy đâu. Tiếng nhà nghiên cứu mà không phải là người tu, cũng không phải là người trong Phật giáo của mình đó, mà không phải người tu sĩ nữa, thì dịch là không thể bằng được với Hòa Thượng về sát nghĩa của kinh. Nhưng mà dĩ nhiên có một số chỗ chúng ta đọc lên cũng không hiểu hết vấn đề. Hiểu thì hiểu vậy thôi, nhưng mà không hiểu cái tận cùng sâu xa của vấn đề thế nào. Nên thiết nghĩ quý vị cũng nên học ngôn ngữ Pali một chút để mình tra từ điển chứ. Bắt đầu mình cài đi, có bộ từ điển Pali là Pali Dictionary, hoặc là chúng ta cài nguyên cái bộ Tam Tạng Pali luôn ở trong đó, gọi là Nikaya Reading tiếng Anh á. Rồi mình vô đó mình download xuống, giao nó xuống cái mình vô trong cái file, cái file download đó mình bấm lít chuột, mình chạy cái file mà exe mình chạy cái file đó, cái file setup á, mình chạy file đó, chạy file đó xong rồi bắt đầu á nó có một cái icon là biểu tượng đó, mình bấm cái nút phải rồi mình bấm run cái lạnh lên, trong đó có chữ viết tắt kinh trường bộ, rồi tới kinh trung bộ, rồi tương ương bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ. Thì mình bấm trên, có một cái hàng like trên này, bấm vào thì có từng bài kinh, bài kinh, bài kinh, bài kinh, cái kinh một á, có gì. Chứ không cần người ta phải vô Google. Nếu bình thường á, mình vô Google có mạng, không có mạng thì sao? Sao vô được? Còn cái đó là mình cài sẵn lên máy luôn, nó đã lưu ở phía trong cái máy của mình. Rồi bắt đầu mình mới mở ra luôn, không có cần internet. Dạ, quý vị rất là tiện khi chúng ta là tra cứu theo dõi hoặc là tụng đọc ma kinh dân dân. Do đó mà cái chúng ta là học cái ngôn ngữ Pali. Nhưng mà nếu mà theo á, tôi nghĩ tất cả các cái những cái vị tu sĩ trẻ là mới tu đó, hoặc là Phật tử muốn nghiên cứu kinh điển á, thì nên là nghiên cứu từ Pali. Thứ nhất là có diện nghiên cứu hết kinh điển Pali sẽ sao sẽ giải nè. Cái thứ hai có diện nghiên cứu là Agama, tức là A Hàm nè, bằng Sanskrit nè. Mà dĩ nhiên chỉ có tiếng Việt thôi, có mình Sanskrit mình tra nó tra không nổi.
Rồi thứ ba nữa là quý vị học kinh là Hán Tạng nè, Đại Thừa, Tư Tưởng Đại Thừa nè. Nên chúng ta mới thấy được cái sự phát triển từ cái nguyên gốc nên phát triển lên Đại Thừa Phật giáo như thế nào, và những cái từ ngữ nào ở trong cái kinh điển nguyên thủy Đức Phật thiết sau khi cái tập kinh điển lần thứ ba còn sử dụng chung, rồi những cái từ ngữ nào mà đã tách ra Nam truyền và Bắc truyền có sử dụng riêng, ví dụ như là tam thân Phật đi, đã sử dụng riêng về quan điểm, rồi là Phật tánh, rồi là tánh không, rồi là các cái quan niệm về thức a lợi gia quý vị, rồi quan niệm về quả chứng. Ví dụ như là cái tập kinh điển lần thứ ba trở đi thì quả chứng có ba quả vị thôi, ví dụ như là a la hán, bích chi Phật và Đức Phật chánh đẳng giác. Nhưng mà về bắc truyền của Đại Thừa Phật giáo còn quả vị của Bồ Tát, vân vân, nói chung là chúng ta sẽ thấy. Rồi sáu cảnh giới của luân hồi của Đại Thừa Phật giáo và năm cảnh giới luân hồi của kinh điển Nikaya thì nó có sự tương đồng với nhau thế nào, vân vân. Do đó bọn ta phải học từ cái bộ kinh gốc, nên có cái vị cũng tăng tăng thôi mới tu. Vì đó thấy học tiếng Pali, thấy học kinh Pali, vì đó thôi kinh tiểu thừa. Không kinh nào tiểu thừa chứ quý vị, cái đó là quý vị quan niệm, quý vị nói thôi. Dạ, chứ kinh đó là sử dụng chung với nhau đó. Tức là tất cả tổ mình sử dụng chung hết. Từ khi Phật nhập Niết Bàn, từ khi Phật tại thế, từ khi Phật nhập Niết Bàn cho đến 300 năm sau thời vua A Dục luôn đó, sử dụng chung luôn. Dạ, kinh đó là kinh Pali bây giờ đó, Nikaya đó quý vị. Trong đó có các tổ của Bắc truyền, tổ của Nam truyền sử dụng chung hết đó, sau này mới tách ra thôi. Vậy đâu phải là của ai? Đâu phải là của là Theravada hay là của Mahayana, mà là của chung các tổ mình của Phật giáo mà. Dạ quý vị, còn ta gọi tiểu đại là cái đó là cái quan niệm thôi. Chứ mình tu là để giải thoát giác ngộ, chứ đâu phải tu là thành ông lớn ông nhỏ vậy đó. Mình tu giải thoát giác ngộ, nên cái tinh thần giải thoát giác ngộ người ta nghiên cứu kinh điển thì là mình sẽ nghiên cứu từ cái kinh điển mà kết tập đầu tiên nhất mà ai cũng công nhận, cả Nam truyền Bắc truyền công nhận hết, là chữ Magadhi á, tức tiếng Magadhi á, mà chữ thì là chữ Pali. Thực ra chữ thì Pali cũng phải là chữ gì hết á, mà không phải tiếng hết á. Pali chẳng qua là một cái tài liệu thôi, gom góp lại thì cái từ đó từ Pali, hoặc là người ta dịch ra Pali là thẳng hàng, dân dân. Nói chung riết là thành tiếng Pali thôi, chứ thực ra là cũng không có cái tiếng Pali đầu tiên vào gốc của thời của Đức Phật, mà người ta gọi riết thành vậy thôi. Nên quý vị, cái từ ngữ Pali thì nếu ta học Pali thì nó ghép thôi, ghép thôi, ghép ghép thôi. Ví dụ như mình đọc cái từ đâu nửa trang giấy ra, Abhidhamma, Abhidhamma, Amitammat là Tha Sangaha, rồi gần nửa cái tờ giấy nè, một từ á. Mình sợ ai nhà đâu á là chữ á phí là vi diệu cao siêu, rồi á là thâm má là pháp, vân vân, rồi dành cho chư tăng học, rồi vân vân, ghép lại dài vậy đó. Nên á chúng ta thấy là tùy cái từ ngữ nên mình cũng đừng có quá sợ về chữ Pali. Cái gì cũng vậy chứ á. Ngày xưa nè, tôi đi đến một cái tiệm thuốc bắc, thế để nè là Quỳnh Cầm, Quỳnh Bá, Quỳnh Liên, rồi là Tử Hà Sa, Xích Thược, rồi Mộc Hoa, Thiên Hoa, Kim Ngân Hoa gì, để 500-600 vị thuốc. Mà mình đưa cái tô thuốc ra, cái ông thầy ông lấy cái tô thuốc đó, ông nhìn lên ông lại bóc ra ông cân. Mình nể ông quá trời luôn. Mà ở trên đó lại không có ghi đó nghe, nó ghi gì số liệu đâu không à. Mình là trời 500-600 cái vị thuốc mà ông biết hết trơn hay. Thực ra tới mình học ngành y thì mình từ từ, mới đầu học vài chục vị rồi từ từ nó lấp 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 riết rồi
nó bắt buộc mình phải biết, tại vì mình trị bệnh mà không biết làm sao trị cho người ta, giết rồi cũng cũng biết hết à. Thì cũng đâu thấy hay gì đâu. À, cũng vậy. Bây giờ mình đi tụng kinh đám, người ta cầm bổn ea, còn mình tụng quá trời tụng luôn á, thầy thuộc lòng chứ á, Phật tử nể quá trời luôn, nói mấy thầy hay quá. Thì tối ngày tụng nhiêu đó, mấy chục năm trời tụng cũng có nhiêu đó. À, kinh thì à, kinh đóng mà, à, kết tập rồi thì đóng lại, kết tập rồi đóng lại thôi, đâu có viết thêm. Mình thuộc hết là hết đó, không còn cái kinh nào nữa chứ. Nếu mình thuộc hết, kinh đóng là hết. Kinh đóng nghĩa là Đức Phật thiết hết, người ta ghi lại hết, mình thuộc hết kể như là hết, không có viết thêm. Chỉ có cái phần sớ sao, sớ giải, phần chú hoặc là tạng luận ở trong Bắt Chuyện thì mình phải đọc thêm, thì sách chở mình để thêm thôi. Còn tạng kinh, tạng luật thì lại giống nhau hết à, đời nào cũng nhiêu đó thôi à. Kinh đóng, Đức Phật dạy hết là hết, Đức Phật đâu có dạy nữa đâu chép. Nên quý vị, cái gì phải cần có thời gian và cái sự kiên nhẫn. Nếu ai có thời gian và sự kiên nhẫn thì chúng ta sẽ đạt được hết. Nên bây giờ chúng tôi không có đọc chữ Bali giỏi như những cái người Mima Sundataka rồi chẳng hạn, nhưng mà mình cũng xài được, mình cũng nghiên cứu được, mình cũng tự tin được. Giờ mình biết cái từ đó là từ đâu ra. À, ví dụ như nguyên mẫu là Buddha, à, Đức Phật đi. Nhưng mà làm chủ từ thì cho anh Buddha, à, mà làm là đối từ thì cho anh Buddha. À, dần dần, à, mình biết chia, à, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, thì mình cảm thấy thoải mái hơn. Chứ không thôi mình đọc cho sao lúc này lúc kia không biết cái từ nào chứ, phải không? Ví dụ như Bha Gá Quá Tô, Bha Gá Quá Ta. Bha Gá Quá Tô là Đức Thế Tôn á, Bha Gá Quá Ta. Rồi vô câu chia theo thì Bha Gá Quá Tô, Nam Mô, ví dụ Nam Mô đi chẳng hạn, A Má. Còn bây giờ á mình đổi lại nha, thì chủ từ trở thành là Nam Mô. Nam Mô rồi mình nói dịch cho tiếng Việt Nam Mô luôn. Vậy vậy nói gì đảnh lễ Đức Thế Tôn á, Nam Mô Tát á, đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Ra Há Quá Tô á, cái gì không? Như vậy á thì chúng ta hiểu được á thì nó sẽ tự tin hơn, thoải mái hơn. Rồi từ từ cái vợ cha từ điển không biết gì là Google cha, hoặc làm vô từ điển Bali Việt mình tra từng từ gốc, từ căn á, gọi là từ gốc, từ từ gốc ra cái cách chia trong ngữ cảnh nào a, à, thì mình biết được à. Vậy là cái câu đó từ cái ngữ cảnh đó ra, à, dần dần. Do đó mà chúng ta cũng đừng có hoảng sợ về cái kinh điển Bali cũng như là nghiên cứu A Tỳ Đàm. Nếu chúng ta hiểu kinh điển Bali, nghiên cứu A Tỳ Đàm, rồi chúng ta sẽ học các cái nguồn kinh điển khác như là Agama, là kinh A Hàm, rồi chúng ta đọc qua Hán Tạng của Tam Tạng, kinh điển của Hán Tạng nữa, thì tùy duyên có thời gian ta đọc, không có thì chúng ta chỉ đọc những cái kinh điển nào mình cần nghiên cứu để tu tập thôi, qua sự giới thiệu của quý thầy, của thầy tổ và dân dân, hoặc là mình học chuyên môn về cái gì thì mình đọc kinh có liên quan chuyên môn đó thôi, chứ chúng ta không đọc dàn trải hết, không đủ thời gian đâu. Và mình học chủ yếu hiểu để tu và để truyền đạt lại cho người khác cách chính xác nhất trên tinh thần của Phật Pháp. Như vậy thì chúng ta cũng làm tròn cái nhiệm vụ mình đối với Phật Pháp, đối với chúng sanh. Và cũng trả ơn cho thầy tổ của mình đã từng ra công giảng dạy, cha mẹ mình đã từng nuôi nấng của mình lớn lên ở trong giáo pháp của nhà Phật. Nam Mô Phật Đà Gia. Kính chúc quý vị có một ngày an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Y đằng nô nha ti năng hô tu sukita hòn tu nha ta diêu. Y đằng nô nha ti năng hô tu sukita hòn tu nha ta diêu. Y đằng nô nha ti năng hô tu sukita hòn tu nha ta diêu.